Chào mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Chuyện Hay. Quỳnh Giao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh Nghe Chuyện Hay. Hôm nay mời quý thính giả nghe chuyện ngắn Cánh Buồm Vá Khâu. Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện ngắn nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng nghe. Quả đồi không tên gần sông Mỹ Chánh đang bị máy xúc, máy ủi sát mặt bằng cho một công trình, đến nỗi ông vệ không tài nào nhận ra được nơi mình đã chôn cất ngẫn. Ông và bà Thúy hết tìm cán bộ quản lý công trình, lại cán bộ địa phương, dẫu không hy vọng tìm được hài cốt thì cũng để cắm thẻ hương đúng chỗ cho hồn người hy sinh đỡ tủi. Chịu, người ta bảo rằng trước khi san ủi làm mặt bằng, khu đồi méo mó lở nói vì bom đạn năm 1972 đã bị đào đi xới lại hàng trăm lần rồi. Trong lúc thi công, họ cũng chú ý, nhưng chỉ thấy bom pháo chưa nổ, chứ xương cốt chắc tan hết vô đất rồi. Ngẫn nằm ở đâu? Bà Thúy cúi nén nắm đất màu đỏ tươi, vô thức nặn nặn trong mấy ngón tay thành một con thuyền nhỏ. Ông vệ khẽ liếc bà Thúy định nói gì đó. Nghĩ sao, ông lại thôi, vụt một tiếng thở dài. Ký ức tuổi thơ như con thuyền chớp chới hiện về trong ông. Giữa xuân, lúa của hợp tác xã tốt bời bời, những cánh đồng khoai ngô cũng mơn mởn xanh, toàn những món ăn vô cùng hấp dẫn, lũ trâu bò, nên rảnh ra là chúng ào xuống. Có lúc cả đàn, chỉ nhoáng một cái, đã sơi lẹm cả thửa. Chỉ khổ lũ chăn bò nàng Phượng, suốt ngày bị la chửi, nhiều đứa bị đòn thâm cả mông, nhưng rồi đâu vẫn đấy. Chửi mắng đòn roi, đối với lũ chăn bò, khác chi nước đổ đầu vịt. Nên ban chủ nhiệm hợp tác xã ra quy định mới, cấm chăn bò ở khu vực cồn mạ, nơi xung quanh toàn đồng ruộng của hợp tác xã, mà phải cho ra đê sông Bùng, đến mùa thu hoạch mới được trở lại. Cũng chẳng sao, bờ đê rất thoáng đãng và lắm gió, lũ chăn bò lại háo hức đua nhau thả diều. Nhưng khổ nỗi, đê hẹp, không có chỗ cho bò nhà Thúy chăn riêng như ở cồn mạ, nên nó đành thả chung với cả bọn. Đồ con địa chủ, đồ không được vô hợp tác xã mà dám chăn chung bò với hợp tác xã à? Thấy cả hội nhao nhao xua đuổi con Thúy, vệ chỉ tay vô mặt thằng Tăng, thằng Quý, gằn từng tiếng. Từ bữa đi, tao cấm đứa mô ăn hiếp con Thúy. Rồi vệ quay lại, nhìn như dính vô mắt con Thúy, đổi giọng. Thúy cứ chăn bò chung với bò làng, đứa mô dám dọa Thúy, đã có vệ ni. Tất cả đều ngỡ ngàng, đến cả Thúy cũng ngỡ ngàng. Lâu nay vệ vẫn làm đủ trò dọa dẫm Thúy, vậy mà hôm nay quay ngoắt 180 độ. Lặng đi một phút, thằng Tăng bỗng như sực hiểu ra. À, tao biết rồi. Từ bữa con Thúy đi chữa tai ở Vinh về. Không để thằng Tăng nói hết câu, vệ khùng lên đuổi đánh Tăng. Sau đó lùi lũi quay lại bẽn lẽ nhìn Thúy, khác hẳn với cung cách ngang tàng, ngổ ngáo thường ngày. Vệ thò tay vô áo nâu thùng thình, lấy ra một vỏ bao diêm, rúi vội vô tay Thúy. Đó là con dế chũi mà vệ đã mất công cả buổi hì hục đào bắt cho bằng được. Vệ là đứa con lớn nhất trong đám chăn bò, nên nói gì những đứa khác cũng phải theo. Chơi thả diều được mấy bữa, đứa mô cũng thấy nhạt, chán, chưa biết nên chơi trò khác gì, thì một hôm xuất hiện từng đàn én từ biển bay vào. Trong lúc cả đám hò reo vẫy én bay qua, thì vệ lại nghĩ ra trò chơi mới là đánh én. Cả bọn rối rít tán thưởng, cho ni vui, vừa hấp dẫn lại vừa kiếm được cái để nướng ăn cho đỡ đói cày giáp hạt. Chưa bao giờ được coi đánh én, nên Thúy cũng háo hức lắm. Vệ đi xin được một ống nhựa thông màu nâu sẫm, sau đó cắm đầy hom bằng cật giang, nhỏ như cọng cỏ may, tầm nhựa dẻo quẹo,
con gì chạm vào là dính liền. Càng dãy, que nhựa càng quánh vào như chói. Vệ còn bắt mỗi đứa góp một đoạn cây lau để làm dèo cắm, những hòm nhựa tua tủa như những cọng cây nhỏ. Buổi đầu tiên đánh én, vệ cắm dọc dèo theo bờ đê, cắm hòm nhựa vào thân dèo rồi bắt cả bọn tìm chỗ ẩn náu. Lũ trẻ chui hết vô cống nông giang, thập thò nhìn. Những đàn én bay như những đám mây đen mỏng, diêu diếu trao lượn trên dòng sông, rồi như một trận mưa rào, bay ào ào vào cánh đồng. Cứ thế, hàng trăm đàn én đến rồi qua, chẳng con nào xà xuống đậu cả. Chờ mãi, vệ sốt ruột, nhảy lên khỏi cống, chửi lũ én ngu. Đúng lúc ấy, thật lạ lùng, có hai con bay dọc theo sông, bỗng trao cánh, rồi xà xuống đám dèo, dính nhựa. Cả hội thích thú reo hò đến chộp. Mỗi đứa một ý, có đứa bảo, chỉ có hai con nhỏ tí, ai ăn ai nhịn. Đứa khác bảo, để dành mai làm chim mồi. Vệ chẳng nghe đứa mô, cứ ý mình. Vệ lại gần hỏi Thúy, thích nướng ăn hay để dành? Thúy gườm gườm nhìn, lắc đầu, bảo đừng làm thịt, tội nghiệp chim lắm. Cả bọn cười hô hô, bảo con Thúy dở hơi. Thúy xịu mặt như muốn khóc, vệ đưa cho Thúy một con, bảo giữ mà nuôi. Con còn lại, vệ đưa cho mấy đứa vặt lông. Nhìn chú én nhỏ trụi lông dần trong tay mấy đứa nhỏ, Thúy sững lại rồi bỏ chạy đi chỗ khác. Suốt một ngày, cả hai cùng nhóm người được thuê đã đào bới như muốn lật tung cả quãng đồi lên mà vẫn không thấy Ngẫn. Bà Thúy chăm chú nhìn vào lá tứ ố vàng, khẽ vuốt vuốt những chỗ giấy bị mủn, như thể đó là tấm địa đồ để tìm ra nơi yên nghỉ của Ngẫn. Những vết rách trên lá thư gợi cho ông vệ về những cánh buồm theo thủy triều lên, lấp ló ngoài cửa biển, trở về với sông Bùng ngày xưa. Nhìn từ xa, chúng giống như những cánh buồm nâu khổng lồ, nối nhau, chập chờn trên sóng rất đẹp. Nhưng khi gần thì bỗng trở nên xấu xí, với nhiều mảnh chắp phá, chằng đụp bằng đủ thứ vải khác nhau. Dù thế, khoảnh khắc đoàn thuyền trở về luôn hút sự chú ý của đám trẻ trâu. Đi sau cùng là con thuyền có cánh buồm xấu nhất, tách xa đoàn, cô độc, lẻ loi. Chưa thấy cánh buồm mô lại có nhiều vá như nó, có cả những mảnh bao bì, mảnh bị gói lua thua phía dưới như cờ phướn. Đó là cánh buồm của bố con Ngẫn. Cánh buồm ấy ám ảnh suốt tuổi thơ của ông, nhất là sau lần con én mà ông cho Thúy bị sổng, bay xuống sông là làm mặt nước, rồi bị sóng dập xuống khi con thuyền xấu xí ấy vừa tới, và Ngẫn từ trong nhau được người ra khỏi thuyền, với tay vớt con én giơ lên, cười như khoe với đám trẻ. Sau này, một lần ngồi trong chiến hào ở Quảng Trị, ông có hỏi Ngẫn về chuyện trả lại con én có phải là để lấy nòng Thúy không? Ngẫn cười không trả lời, chỉ kể cảm giác mỗi lần đi qua, nhìn thấy đám trẻ trâu, có một đứa con gái xinh xắn, Ngẫn thèm khát được chơi cùng thế nào. Điều này thì vệ thừa nhận. Vệ vẫn nhớ, sau bữa ấy, con thuyền có cánh buồm rách nát, mỗi lần qua chỗ đám trẻ trâu, lại ngập ngừng, rùng rằng như muốn dừng lại. Nhưng nó không có cơ hội bởi sự hung hãn của đám trẻ trâu sau lần Ngẫn dám vớt con én của Thúy. Cho đến hôm, con bò nhà Thúy đang trưởng cành càng nên trái tính trái nết, cứ gặm cỏ một tí rồi tìm chỗ nằm. Bỗng con bò đòi xuống sông uống nước. Cho bò chửa uống nước sông Bùng không dễ, vì gần bờ toàn lăn lác và bùn, lại phải đợi lúc nước dòng để tránh mặn. Trong lúc bò nhà Thúy đang uống nước, vệ thấy những con cá thác lác thi nhau hết nhảy bắc bắc trên nước, lại leo lên ngọn lác ngọn năn. Loại cá ni, sông quê nhiều vô kể,
nhưng thì thoi hoi nên không ai ăn. Nhìn những con thác lác có cái đầu to, mắt lồi lên thô lỗ như mắt chuồn chuồn ngô, vệ thấy hay hay, nhưng chộp mấy lần cũng không được. Đang mải bắt cá, bỗng nghe Thúy thất thanh: "Bò tao bị lún bùn rồi." Vệ chạy lại, thấy con bò đang cố nhấc chân để quay lại bờ, nhưng càng cố càng bị lún sâu hơn. Vệ ôm một chân bò cố nhấc lên nhưng không được. Thủy triều bắt đầu dâng, chẳng mấy chốc đến mõm con bò. Nó ngấc lên, thở phì phì. Thúy khóc giống lên, hơn chục đứa rúm lại, vây quanh con bò lúc này đã ngập gần lút cả nưng. Cái mõm đen đen nhoi lên thở, nhưng càng đẩy, bò càng lún sâu hơn. Đang lúc lũ chăn bò hoảng lên thì đoàn thuyền đánh cá từ cửa lạch vạn vào sông. Nhiều người trên thuyền nhìn thấy, nhưng chắc đang vội về giao cá cho hợp tác xã nên chẳng thuyền mô ghé vô cứu bò cả. Vẫn như mọi ngày, chiếc thuyền xấu xí đi sau cùng. Bất ngờ, nó hướng mũi về phía con bò, cắm sào cách mưa xài tay. Thằng bé đen chũi nhảy ùm xuống, bơi đến. Cậu ta đi vòng quanh con bò ngắm nghía, rồi bơi loại thuyền cùng cha, tháo mấy đoạn luồng khô hai bên mạng. Đó là những cái phao của dân nốc, phòng gặp dông bão trên biển. Hai cha con kẹp phao vô hai bên hông bò, rồi cùng đám chăn bò vừa hô vừa đẩy tiến tiến lui lui, mấy lần thì nâng được bò lên. Thúy mừng đến nỗi hết cười lại khóc. Thằng con nhà Vạn mà lúc này Vệ với Thúy mới biết tên là Ngẫn, vừa nghe cha nó gọi, bơi trở lại chui vô thuyền, rồi trở ra với khuôn mặt tươi rói, nhảy ùm xuống sông. Hắn như con rái cá, một tay bơi, một tay cầm vật gì đó giơ lên cho khỏi ướt. "Này, trả cho bọn bay." "Cái chi dứa?" Vệ hỏi. Hắn hé bàn tay ra, một con én ngóc đầu lên, vừa liến láo nhìn xung quanh, vừa há mỏ kêu chíp chíp. Con Thúy nhảy tưng tưng reo: "Ôi, con én, có phải con én của tao bữa đi mi cứu không?" Thằng Ngẫn gật gật đầu xác nhận, đưa én cho Thúy. Con Thúy mừng rơn, vuốt vuốt lên lưng én, hai mắt nó mở to, nhóng nhánh, hết nhìn con én lại ngước lên nhìn thằng Ngẫn. "Ngẫn bơi giỏi hề." Ngẫn được khen, cười ngượng: "Giỏi chi, tao là con nhà nốc mà." Con Thúy ngồi xuống cạnh Ngẫn, giọng cảm kích: "Thúy biết ơn mi nhiều, không có cha con mi, bò tao đã chết đuối rồi, lại còn trả én cho tao. Dứa mà tao tưởng mi là cũng vặt lâu nướng ăn mất rồi. Mi tốt bụng hè." Thằng Ngẫn xấu hổ gãi gãi đầu. Nhìn cảnh đó, máu trong người Vệ sôi lên. Vệ kéo tay Ngẫn đuổi về thuyền. Không biết vì đau hay vì mất thể diện trước Thúy mà mặt Ngẫn rúm lại, rồi đỏ tía lên, hai tay từ từ nắm củ gừng, vừa chửi "tổ cha mi", vừa thụi một cái rõ mạnh vào bụng Vệ, rồi chạy ào xuống sông. Bị bất ngờ, Vệ loạn choạng mấy bước rồi nhảy xuống sông đuổi theo Ngẫn. Hai đứa lặn ngụp quần nhau dưới sông, bùn nước sục lên. Bất ngờ thằng Ngẫn leo lên thuyền, Vệ cũng ngoi lên mặt nước, sải tay bơi bám vào mui thuyền. Nhưng cứ mỗi khi Vệ gần bám vào mép thuyền thì Ngẫn khuấy một chèo, đẩy thuyền xa kẻ đang đuối sức. Vệ sạc sụa dưới dòng nước đục ngầu cho đến khi kiệt sức, hai tay chới với, hai chân giã gạo, Ngẫn mới vứt xuống một khúc tre làm phao. Vệ vội vớ lấy, ngửa mặt lên trời thở dốc. Ông Vệ bỗng phì cười, nhớ lần cùng Ngẫn vượt sông Ô Lâu, khiến bà Thúy ngơ ngác không hiểu chuyện chi. Ông đành kể: "Lần ấy, cũng tại hai đứa chủ quan, thấy xung quanh vắng lặng nên không chờ trời tối mà liều lĩnh bơi qua luôn. Cả hai cho tất cả vũ khí trang bị vào túi ni lông rồi cột nắp lại thành cái phao cực kỳ hữu hiệu. Bơi ra đến giữa dòng
thì bất ngờ hai chiếc trực thăng từ phía hạ lưu vào đến. Tưởng chúng chỉ bay tuần tra nên Vệ và Ngẫn cố đèn lên phao, dìm sâu xuống nước, chờ chúng bay qua sẽ bơi tiếp. Nhưng hai chiếc trực thăng đã quay lại quần đảo, xăm soi hết hai bờ rồi hạ thấp gần sát mặt sông, bắn như vãi đạn. Ngay loạt đạn đầu, chiếc phao của Vệ đã bị băm nát. Vệ thấy buốt ở bả vai và đùi, người nặng như chì, chìm dần, chìm dần. Ngẫn nhào đến, kéo Vệ lên, đẩy cho Vệ chiếc phao của mình. Ngẫn vừa bơi vừa kéo Vệ hướng vào bờ sông, nơi rậm rì những bụi tre dại. Quạt được dòng chảy mạnh nhất ở giữa sông, một chiếc trực thăng lướt đến gần, Ngẫn vội đẩy chiếc phao trôi xa, rồi kéo Vệ vào mấy tảng đá lớn, trồi lên, nơi vừa bị trực thăng địch tập trung bắn như xối đạn, còn phóng cả loạt rocket khét lẹt, mịt mù khói. Chiếc trực thăng phát hiện ra chiếc phao vội sổ đạn, băm nát tươm. Chiếc trực thăng nghiêng nghiêng, ngo ngó, có lúc còn đứng im trên không, cho mấy tên xạ thủ súng máy xả đạn xuống tất cả những chỗ nghi ngờ. Vệ đã kiệt sức, nghĩ vì mình mà Ngẫn cũng có thể hy sinh. Vệ thì thào, cậu buông mình ra, đằng nào mình cũng chết. Vệ còn nói gì nữa, nhưng bị tiếng trực thăng át đi. Gió thốc từ cánh quạt trực thăng xuống quá mạnh, cùng dòng nước chảy xiết, làm cho những ngón tay của Vệ đang nắm tay Ngẫn run lên, chuội dần. Ngẫn nghiến răng, gồng lên giữ Vệ lại cho đến khi hai chiếc trực thăng bỏ đi. Không hiểu lúc ấy Ngẫn có nhớ lại vụ trả thù của đám trẻ trâu mà Vệ đầu têu trên sông Bùng không nhỉ? Bà Thúy hóm hỉnh nhắc lại sau khi nghe xong. Ông Vệ lại bật cười lần nữa. Hoàn cảnh lúc đó, ai còn nghĩ gì hơn ngoài sống chết? Nhưng kỷ niệm tuổi thơ cả hai sao mà quên được? Sau lần bị Ngẫn làm cho mất mặt ấy, Vệ cú lắm, muốn trả thù. Thế là từ hôm sau, cứ chiều chiều, chờ thuyền nhà Ngẫn đi qua, Vệ lại họ đám trẻ cùng ném đất đá xuống thuyền. Mấy lần đầu cha con nhà Ngẫn tức lắm, chửi lên, nhưng chỉ chửi trong thuyền, không dám ra khỏi môi. Chỉ thương cho cánh buồm nâu, vốn đã tơi tả, lại càng thêm tả tơi. Nhưng một bữa, thuyền của nhà Ngẫn không đi sau cùng nữa, mà đi vào giữa, khiến các thuyền khác cũng bị đất đá ném thủng những chiếc mui vốn lợp bằng liếp và lá mía ọp ẹp. Một ông thuyền trài tức quá, vừa lò dò chu ra điền ăn ngay một hòn đá, toát cả đầu, máu mê đầm đìa. Tiếng quát, tiếng chửi nhất tề nổi lên. Dân vạn nốc vốn dĩ khi nhịn thì nhịn đến cùng, nhưng khi đã khủng lên thì trời coi chỉ bằng vung. Họ nhất loạt chống thuyền vào bờ đê, đổ bộ đuổi đánh lũ chăn bò mất dạy, khiến chúng chạy tán loạn. Mấy người lớn đi làm đồng thấy vậy hò hét, gọi dân làng ra cứu. Nhiều người trong làng chưa hiểu mô tê chi cũng ào ra, làm cho cuộc ẩu đả mỗi lúc một gai cấn. Cho đến khi công an, dân quân xã chạy ra bắn chỉ thiên, đùng đùng mấy phát mới dẹp yên. Sau bữa đó, Thúy càng ghét cay ghét đắng Vệ và càng tỏ ra thích Ngẫn. Vệ càng tỏ ra chiều Thúy, Thúy càng linh lỉnh, da mặt lạnh nhạt và xa lánh, làm cho Vệ thù Ngẫn hơn. Chuyện chỉ được hóa giải sau lần Vệ phát hiện ra một bí mật của bố con Ngẫn. Lần ấy, ông nội Vệ cày đồng xa, mãi chiều muộn mới tháo ách, giao bò cho Vệ. Dặn cho bò ăn dọc bờ dứa dại, có những lùm cỏ tốt Ngồi trên lưng bò, Vệ miên man ngắm trời ngắm đất. Đang chuyển mùa, gió nồm từ biển thổi vào lồng lộng. Vệ nhảy khỏi lưng bò, trèo lên mỏm đất cỏ rậm rì, nằm ngắm cảnh chiều quê. Những mái nhà tranh sau lũy tre làng đã bắt đầu thả những sợi khói chiều bảng làng. Tiếng phi lao lúc lao sao, lúc lại rít lên, sắt sóng như tiếng roi quất rục bò, lúc lại lảo thảo như tiếng thở dài từ đâu đó xa xăm.
mắt díp lại, vệ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, vệ thấy trời đất tối đen như mực. Vệ chồm dậy trong nỗi sợ hãi. Vệ đính quính tìm đường chạy về nhà, nhưng cuống quá, hai chân vấp vào nhau, ngã sóng xoài. Bóng đêm như đang loãng xa. Cái gì mà như bầy ma đang nhảy múa trước mặt thế kia? Vệ dụi mắt, hóa ra là mấy bụi bóp đang lắc lư trong gió. Vệ hít một hơi thật dài để trấn tĩnh, cố tè ít nước tiểu vã lên mặt vì nghe người ta bảo ma rất sợ nước đái. Nhưng run quá, không tè nổi. Mắt quen dần với bóng đêm, vệ lờ mờ nhận ra lối đi về giữa bãi chăn bò. Con bò, trời ơi, con bò đâu? Nỗi sợ mất bò át cả nỗi sợ ma. Xung quanh lờ mờ những ngôi mộ cùng đám đom đóm lập lòe lởn vởn. Hình như con bò đang nằm kia rồi, cái lưng vàng vàng trong ánh sáng mờ ảo của đom đóm. Bò ơi! Vệ thốt lên khe khẽ rồi ào tới. Đến khi chân đá phải bát hương và đổ cúng, vệ mới nhận ra một nấm mộ mới, chứ không phải con bò. Vệ dựng hết tóc gáy. Bao nhiêu chuyện bà kể về ma cây đa, ma cây ruối, ma trâu trắng, ma du võng trong bụi tre, hồn ma liêu xiêu đi tìm bạn trong đêm cùng ùa về. Tiếng dế, tiếng con xác xác, rì rả ỉ eo xung quanh bỗng câm bặt. Thay vào đó là tiếng động lách cách. Vệ thót tim, đứng tắp lại và phát hiện có ánh lửa lập lòe cuối bãi tha ma. Vệ cắn chặt môi đến đau điếng để tự trấn an. Thôi đúng rồi, không chừng bọn trộm đang mổ thịt con bò của mình. Vệ chạy về hướng đó, ngọn đèn bão không đủ sáng để nhìn rõ mặt người. Nhưng vệ nghe có tiếng lầm rầm. Vệ nép vào sau một cái lăng để nhìn. Có hai người, một lớn một bé, đứa nhỏ nhỏ kia hình như chính là thằng Ngẫn. Đúng là cha con thằng Ngẫn. Chẳng lẽ, vệ nén thở lẻn đến cách họ vài bước chân. Hai cha con Ngẫn đang dọn một mâm cỗ cúng, rồi cắm hương lên mộ khấn vái. Họ cúng ai? Mải nghĩ, chân vệ đạp phải hòn đá, làm phát ra những tiếng lộc cộc. Thằng Ngẫn quay đầu lại hỏi khẽ. Ai đó? Cha Ngẫn cầm đèn bão tiến đến chỗ vệ ngạc nhiên hỏi. Cháu đi mô giữa đêm giữa. Vệ nói chuyện mất bò, hỏi thăm nhưng cả hai cha con Ngẫn đều nói là không biết. Rồi không để vệ phải hỏi, cha con Ngẫn giải thích luôn. Cháu đã ở đây thì chú cũng chả giấu làm gì. Đây là mộ mẹ Ngẫn, vì chôn trộm nên không dám cúng ngày. Cháu đừng nói với ai nhé. Cha Ngẫn kể, dân Vạn Trài từ bao đời nay sống trên sông biển nên khi chết không có chỗ chôn. Mẹ Ngẫn bị chết từ năm trước do cái thai trong bụng gần ngày sinh bị chết lưu. Cha Ngẫn cột xác vào hòn đá thả xuống cạnh cầu bùng nơi họ lấy nhau. Nhưng dây bị đứt, xác mẹ Ngẫn trôi theo sông bùng đến bãi cỏ lát thì dạt vô bờ. Nghĩa là bà ấy chọn chỗ. Nghĩ vậy nên cha Ngẫn quyết định chôn trộm vợ ở chỗ này. Kể xong, cha Ngẫn giục vệ về vì có khi bò quen đường đã về nhà. Quả đúng như vậy, khi vệ đi qua chuồng bò đã thấy nó nằm thảnh thơi nhai lại cỏ. Mùa hè năm ấy, cha vệ đưa gia đình lên vùng kinh tế mới khi ho cỏ gáy phủ bọn. Vệ vui thì ít, buồn thì nhiều, vì nghĩ từ nay sẽ mãi mãi xa miền quê thân thuộc, chẳng bao giờ được đi chăn bò với chúng bạn nữa. Vệ chẳng kịp chia tay với đám bạn, chỉ vuốt ve con bò lúc sắp lên đường. Con bò đứng im, nó có hiểu chi không mà hai mắt cứ nhìn vệ, vẻ buồn lắm. Vệ đâu biết, đó là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Sau khi vệ đi không có người chăn, ông bà phải để cho các xã viên trong hợp tác xã thay nhau nuôi. Khổ thân con bò, các gia đình chỉ bắt nó cày thật nhiều, chăm sóc thì ít nên nó ốm yếu dần,
Chỉ hơn nửa năm sau, nó bị ngã giữa ruộng và bị giết thịt. Chuyện đó, mãi hè năm sau, vệ theo cha về thăm ông bà mới biết. Vệ đã khóc rất nhiều. Dần dà, vệ cũng quen dần với cảnh núi rừng và đám bạn mới. Nhưng đám bạn chăn bò và cả thằng Ngẫn với cánh buồm vá khâu chẳng đụp luôn đay đả trong ký ức. May mà năm ấy vệ và Ngẫn được nhập ngũ cùng đợt, huấn luyện cùng đơn vị rồi vào chiến trường cùng nhau. Sau đợt thoát chết trên sông, những tưởng hai người sẽ được chiến đấu bên nhau cho đến ngày hòa bình sẽ cùng về quê. Nào ngờ. Hôm đó, đơn vị giữ chốt trên một ngọn đồi bắc sông Mỹ Chánh, ngăn không cho kẻ địch đóng chiếm vào cao điểm 367, một cứ điểm trọng yếu, khống chế mặt trận phía Nam Quảng Trị trong chiến dịch 1972 đẫm máu. Sau mấy ngày liên tục phản công của địch, chốt tổn thất nặng nề, khó lòng giữ nổi khi địch đang tăng quân chuẩn bị tấn công tiếp. Cấp trên ra lệnh, sống chết cũng phải giữ được chốt đến khi quân ta trên cao điểm 367 và mấy đơn vị pháo đang mắc kẹt bên kia Mỹ Chánh rút ra hết. Đêm đó, ngồi trong hầm, Ngẫn và vệ ôn lại bao nhiêu là chuyện. Sau khi vệ xa làng Phượng, năm sau, mẹ Thúy lấy chồng mới và đưa cả nhà vào Vinh sinh sống. Nhà Ngẫn cũng vào hợp tác xã đánh cá, nhưng nó vẫn cứ lênh đênh trên sông biển. Rồi một lần, con thuyền với cánh buồm chẳng đủ phá khâu của cha con Ngẫn không chịu nổi một cơn lốc giữa biển, vỡ tan tành, cuốn người cha tổ nghiệp của Ngẫn vào mênh mông biển cả. Ngẫn may mắn được cứu sống, thành đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không nhà cửa, không người thân, đành sống nương tựa hết nhà thuyền này đến nhà thuyền khác. Những lúc chán trường buồn tủi, Ngẫn lại nhớ đến Thúy. Từ ngày Thúy vô Vinh, Ngẫn chưa một lần gặp lại. Mấy lần Ngẫn lang thang đến bãi chăn bò nàng Phượng hỏi thăm, nhưng mấy đứa cũng chẳng biết chi hơn. Đúng lúc đang tuyệt vọng nhất, thì một điều kỳ diệu đã đến. Hôm đó, thấy người ta đi tảo mộ, Ngẫn cũng mua thẻ hương, đến mộ mẹ mình thì bất ngờ gặp Thúy cùng mẹ về quê tảo mộ. Từ đó, mỗi lần về quê, Thúy đều hỏi thăm để tìm gặp Mẫn. Ngày Ngẫn lên đường vô mặt trận cũng là lúc Thúy nhận giấy báo đỗ đại học một trường ở Hà Nội. Ngẫn cuộn điếu thuốc rít mấy hơi. Vệ đang muốn hỏi thêm về Thúy thì bất giác Ngẫn hỏi. Cái đồi ta đang chốt đi tên chi? Vệ ứ người ra. Chắc trước đây chỉ là đồi hoang, chẳng ai quan tâm để đặt tên. Khi chiến dịch 1972 vào giai đoạn ác liệt, nó trở thành nơi tranh chấp giữa ta và địch. Bom đạn, xương máu của lính hai bên chút vào, thành quả đồi biến dạng méo mó, xác xơ. Ngẫn nhìn vệ, ý dục trả lời. Vệ đành ậm ừ. Đây là quả đồi chưa đặt tên. Lạ hề. Ngẫn lại định hỏi gì nữa thì có lệnh rút quân vào gần sông Ô Lâu để bảo toàn lực lượng. Rồi như định mệnh, mấy tháng sau, đơn vị được lệnh hành quân ra chiếm lại đồi chưa đặt tên để tạo thành thế cài sang lược với địch trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực. Vệ và Ngẫn ở trong thê đội dự bị, nằm vòng ngoài. Đúng lúc quân ta chiếm được cao điểm không tên thì oái oăm thay. Một quả đạn cối của địch bắn vu vơ từ đâu bay tới, nổ oành gần hai người. Ngẫn chới với rồi quỵ xuống. Vệ bị khói bụi tối tăm mặt mũi nhưng không bị thương. Vội lao tới dìu Ngẫn, tuột nhanh xuống hẻm núi. Cõng xuống một con suối, định dừng lại băng bó, nhưng Ngẫn đã yếu lắm. Tiếng chỉ còn lào vào trong hơi thở dốc, không nghe rõ. Ngẫn, đừng mà, mi phải sống, để giúp tao một việc. Câu nói tắt nửa chừng. Ngẫn cứ nhìn vệ mãi, ánh mắt dại dần đi,
nhưng vẫn sáng lên điều gì đó muốn gửi gắm. Trước khi chôn ngẫn dưới chân quả đồi chưa đặt tên, Vệ mới hiểu có một lá thư viết dở trên túi áo ngực Ngẫn gửi cho Thúy. Nhưng chỉ mấy dòng đầu còn rõ chữ, những dòng sau thấm máu loang đỏ, chữ nhòe đi. Sau chiến tranh, Vệ xuất ngũ và vào đại học, ra trường trở thành cán bộ ngoại giao làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Lá thư viết dở của Ngẫn cũng bôn ba theo Vệ năm châu bốn bể. Cho mãi đến gần đây, ông Vệ nghỉ hưu mới có điều kiện về quê tìm bà Thúy trao lại. Trời sụp tối lúc nào, không ai nói một lời, nhưng trước mắt họ như đang chập chờn cánh buồm nâu chẳng đụt phá khâu của Ngẫn ngày nào. Mời quý thính giả nghe chuyện ngắn Con gái của nhà văn Nguyễn Bích Lan. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe chuyện ngắn này. Mẹ nó lấy chồng năm 16 tuổi, khi cặp vú thiếu nữ của mẹ nó chỉ mới hơi đội áo lên. Nó sắp ra đời thì đài truyền hình khởi chiếu bộ phim dài hơn 100 tập của Mexico. Mẹ nó mê phim đến nỗi đã lẩm nhẩm đau bụng mà vẫn cố ngồi xem hết một tập phim rồi mới xách túi tã lót lên trạm xá. Nó mới được 9 ngày tuổi, mẹ nó đã bế nó chạy thốc qua con ngõ dài để tới với những nhân vật mà mẹ nó mê mẩn. Mẹ nó ngồi xem phim, lúc bĩu môi, lúc chép miệng, lúc cười khúc khích, lúc cười rũ rượi, lúc khóc sụt sịt. Còn nó thì cứ ngủ khì trong tấm chăn len, chẳng ý ới gì. Khi nó biết ăn bột, trong phim nổi lên một tình huống mới. Một nhân vật chen vào giữa một đôi lứa xứng đôi. Chiều chiều, mẹ bế nó đi ăn xong, vừa đút bột cho nó, vừa sốt sắng lượm lặt những lời chê bai, nguyền rủa mà các bà các chị trong xóm hắt vào các nhân vật thứ ba đáng ghét kia. Có lúc vì mẹ nó mải nói chuyện quá mà thìa bột chưa chạm môi nó đã dừng lại, khiến nó cứ thè cái lưỡi nhỏ xíu ra, liếm hụt mũi thìa như một con mèo con tội nghiệp. Bộ phim kết thúc, mẹ nó ngơ ngẩn như vừa trải qua một đoạn đời tươi đẹp của mình. Ngơ ngẩn đến nỗi quên không khoe với chúng tôi những bước đi đầu tiên của nó, và cũng chẳng để ý mình đã chậm kinh đến 20 ngày. Mẹ nó sinh em trai, nó chưa biết nói từ thích, nhưng qua cách nó lăn xả vào em nó, chúng tôi biết có thể nó thích em nó đến nhường nào. Nó cứ quanh quẩn bên giường em nó cả ngày, hết leo lên lại tụt xuống, leo lên lại tụt xuống. Tã lót, khăn lớn khăn bé mắc vào ngón chân nó rơi trong khắp nhà. Em nó thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng oe oe vì bị nó thơm quá dữ dội. Mẹ nó trợn mắt nạt nộ, dậm chân, chỉ tay, bắt nó tránh xa giường em nó. Lúc sợ mẹ nó, đứng nép vào góc nhà, dương mắt nhìn. Rồi khi cơn sợ qua đi, nó lại men men theo tường, tìm cách leo lên giường với em. Ngày nào nó cũng bị mẹ nó phát đôm đốp vào mông mấy lượt vì tội làm vướng chân mẹ, làm em giật mình, tội bày thêm việc cho mẹ nó. Hễ bị đánh là nó lăn ra hờn. Nó hờn rất dai, hờn dai đến nỗi môi nó run bần bật, người nó tím tái đi, hờn đến nỗi hàng xóm cũng phát ghét nó. Em nó càng lớn, càng biết chơi với nó lại càng bị đòn nhiều và càng hờn dai. Thế nhưng nó chỉ hờn cho đến hết tuổi lên 4. Từ đó trở đi, nó hầu như không khóc thành tiếng. Dường như nó hiểu, nó có hờn cũng chẳng ích gì. Dường như nó biết em nó đáng được yêu hơn nó. Nó chấp nhận điều đó. Mỗi khi chơi với em, bị em giành giật đồ chơi, bị em rứt tóc, đấm đá, nó im lặng chịu đựng, không hề hé răng mách bố mẹ. Không phải vì nó đã khôn đến nỗi
tự nguyện bỏ qua tất cả thói đành hanh của thằng em, mà vì nó đủ khôn để sống với kinh nghiệm của chính mình. Cái kinh nghiệm dạy nó rằng, nếu nó mách bố mẹ về xung đột giữa hai chị em nó, thì thế nào bố mẹ cũng đổ tất cả tội lên đầu nó, thế nào cũng đè nẹt nó, lần sau phải nhường em hơn. Đã khôn như vậy rồi mà thỉnh thoảng nó vẫn bị mắng, bị đòn. Mỗi lần bị mắng, nó lại tìm ra chỗ đứng một mình. Nó cứ đứng mãi chỗ ấy, nhìn xuống những ngón chân di di trên mặt đất của mình. Chẳng biết đứng như thế một lúc, nó có khóc hay không. Sinh cùng năm với nó ở Anh, Mỹ, Ấn Độ, Canada, có những thần đồng nổi tiếng thế giới. Trong một cuốn sách, người ta định nghĩa thần đồng là những trẻ em có thể làm những việc được coi là chỉ người lớn mới có khả năng thực hiện. Theo định nghĩa đó, nó cũng là một thần đồng. Mới 6 tuổi, nó đã đảm đương gần như toàn bộ công việc chăm sóc em. Nó biết nấu cơm, biết giới cơm cho em ăn, biết tắm, biết gội đầu, biết chùi đít, biết đổ bô cho em nó. Nó biết hôm nào nên cho em nó mặc áo dài, hôm nào nên cho em nó mặc quần đùi. Hàng xóm chúng tôi có ai cất lời khen nó thì mẹ nó lập tức cướp lời người ta ngay. Mẹ nó bảo, khôn gì mà khôn, chỉ vì nhà bí người thôi. Cũng chẳng có nhiều cơ hội để mẹ nó giải thích cho cái việc bố mẹ nó mua cái máy xay sát di động, để rồi suốt ngày người kéo người đẩy, đi hết làng này đến làng khác xay sát thuê. Bỏ hai đứa con nhỏ ở nhà tự trông nhau. Nó lớn từ từ, càng lớn càng rõ ra là một đứa con gái cục mịch. Học hết lớp 9, nó muốn học lên cấp 3, nhưng không biết bố mẹ nó có cho phép hay không. Nó đợi cho sự cho phép của bố mẹ nó. Bố mẹ nó mải làm, quên bén mất việc ấy. Sự kiên nhẫn của nó lên đến cao trào, liền nhường chỗ cho lòng tự ái. Nó không hé răng nhắc họ một câu. Cho đến khi đài truyền thanh thông báo ngày tập trung ở trường cấp 3, bố nó mới ấy chết và hỏi, mày đỗ hay trượt hả con? Nó im lặng không đáp. Mẹ nó cười khanh khách rồi nói, trông đần mặt ra thế kia là trượt rồi. Trượt thì trượt, cần đếch gì? Con gái không cần phải học nhiều, học nhiều chỉ tổ khó lấy chồng. Nó thì không cần phải học, còn em trai nó thì kiểu gì cũng phải học. Cho học, đến hết đường học thì thôi, bố nó bảo thế. Quả là em trai nó được cho học đến mức ấy thật. Em nó được gửi đi học thêm từ lớp 3. Hè lại hè, em nó cùng thằng con út ông chủ tịch xã và thằng con ông trạm trưởng y tế tập hợp thành bộ 3 theo suốt một lượt những ông thầy có tiếng trong huyện. Ba ông bố cắt cử nhau đưa đón ba cậu ống đi học thêm. Các dịp lễ Tết có thêm các bà mẹ cặp đôi đến nhà thầy thăm hỏi chúc tụng. Thầy nào cũng bảo em trai nó thông minh không kém gì hai con nhà cán bộ kia. Tất nhiên họ cũng không quên nhắc bố mẹ nó phải tiếp tục đầu tư bền bỉ, đầu tư lâu dài. Bố mẹ nó trông ra khối con nhà chỉ vác cặp đến lớp giữ chỗ ngồi mà lấy làm hãnh diện vì được làm nhà đầu tư cho giáo dục. Tuần nào mẹ nó cũng lên thị tứ mua một túi bột đậu, một hộp sữa. Mẹ nó vừa đi vừa vung vẩy hai cái túi đồ ăn, được coi là xa xỉ đối với con nhà làm ruộng. Gặp ai mẹ nó cũng lần lượt giơ hai túi ấy lên khoe. Cái này để thằng cu ăn sáng, cái này để bồi dưỡng cho thằng cu học khuya. Em nó vào cấp 3, còn nó bắt đầu công việc nhặt chỉ ở một công ty may gia công trên thị trấn. Nó làm việc 13 tiếng một ngày. Nó thở trong giường may đầy bụi, ăn trong khoảng thời gian quy định ngắn ngủi và ngủ trong nỗi lo chiếc đồng hồ báo thức bị kẹt chuông. Bạn cùng làm gọi nó là con kiến.
và nhờ làm siêng năng như một con kiến, nên sau 3 tháng nhặt chỉ, nó đã được chuyển sang tổ đóng gói. Nó ngẩng lên cúi xuống, nó xếp, nó bê, nó gỡ băng dính, nó phát kiện, nó đẩy xe. Lương tháng của nó tăng từ 500.000 lên 800.000 đồng. Nó đưa cho mẹ nó 600.000, giữ lại 200.000. Mẹ nó không hài lòng, phàn nàn với hàng xóm rằng nó có ý giữ vốn riêng. Chẳng ai biết mà Thanh Minh hộ nó rằng tuần nào em nó cũng đến cổng xí nghiệp xin nó cấp tiền photo sách, tiền mua bộ đề, tiền đi sinh nhật bạn, tiền may đồng phục. Em nó thả để chị mình chịu thiệt một tí, chứ nhất định không khai ra những khoản đầu tư ngoài luồng. Còn nó thì chẳng muốn bố mẹ phải phát sốt lên vì tiền. Em nó thi đỗ đại học giao thông, bố mẹ làm hẳn 10 năm bơm cơm, khao họ hàng, bạn bè. Tàn cuộc khao, bố mẹ nó ngồi bó gối giữa đám bát đĩa đi thuê bản kế hoạch, cân đối thu chi trong giai đoạn cậu ấm đi học đại học. Bố nó nói với mẹ nó về những chiếc máy, máy đóng gạch, máy khoan giếng, máy bơm nước, máy tuốt lúa. Máy nào cũng cần một người kéo, một người đẩy. Mẹ nó có vẻ ưng tất cả những chiếc máy đó. Nó thì thấy cái máy nào cũng không ổn. Lần đầu tiên nó dám cất tiếng góp bàn. Mày định đi Đài Loan làm ô xin thật à? Hỏi người ta kỹ chưa? Chi phí đi bao nhiêu? Tháng được bao nhiêu đô? Bố nó hỏi một tua. Nó nói lại những gì nó đã tìm hiểu được ở trung tâm xúc tiến xuất khẩu lao động. Nó đang nói thì bị mẹ nó ngắt lời. Chốt lại là mỗi tháng bao nhiêu đô? 500. Nó đáp. Bố nó lẩm bẩm làm phép tính nhân rồi gật gù. Được đấy, nếu đi được thì hay đấy. Thôi, mày chịu khó vài năm con ạ. Hy sinh đời chị chuẩn bị cho đời em. Nó rất xúc động trước cách dùng từ của bố nó. Nó nghĩ được hy sinh cho người khác cũng là một hạnh phúc. Sau này sang bên nước người, dù có khó khổ thế nào, nó cũng sẽ nghĩ đến điều ấy mà cố gắng vượt qua. Cuối tháng 9, em nó lên Hà Nội nhập học, thì đầu tháng 10, nó bay sang Đài Loan. Mới đi được 2 tháng, nó đã gọi điện cho em nó bảo mở một tài khoản để nó gửi tiền về. Nó gửi đều đặn, gửi luôn cả những món tiền thưởng mà nó nhận từ chủ nhà với lòng hàm ơn. Mỗi người nhà nó khoe tin tiền về theo cách riêng của mình. Mẹ nó khoe bằng một đôi bông tai, bố nó khoe bằng một chiếc tivi màn hình phẳng cùng đầu video và bộ loa vi tính. Em nó khoe bằng một chiếc Suzuki mới đập hộp, bằng điện thoại di động, quần bò, áo phông xịn. Một người vất vả, ba người sung sướng. Phép tính hy sinh của nó được ra kết quả như vậy kẻ cũng thỏa mãn. Theo hợp đồng, nó làm cho người Đài Loan 2 năm, được gia hạn thêm 1 năm là 3. Trông thấy nó sau 3 năm, hàng xóm chúng tôi ngỡ ngàng lắm. Chúng tôi ngỡ ngàng không phải vì nó đã thành nửa người Việt, nửa người Đài Loan, mà vì nó chẳng thay đổi tí tẹo nào. Cứ như thể nó vừa đi ra khỏi cái ngõ sâu nhà nó một lát rồi lại đi vào. Mấy chị thợ may khéo mồm, xui nó có hàng trăm triệu đấy nên trích ra một ít mà cải mã. Bọn con gái mới lớn bảo rằng nó mà đi ép táp, mặc quần ống vẩy, mặc áo sát eo thì trông sẽ ngon hơn. Mẹ nó không xui nó đi cải mã, nhưng cứ thúc nó đi sắm bông tai, dây chuyền vàng để đeo. Theo kinh nghiệm của mẹ nó, con gái có của, dù xấu cũng dễ lấy chồng. Mẹ nó luôn nói rằng bố nó lấy mẹ nó vì cách dây chuyền vàng năm chỉ của bà ngoại nó cho mẹ nó, chứ chẳng vì cách gì hết. Và một ngày giáp Tết, nó bắt xe đi Hà Nội. Nó đi 2 ngày thì trở về cùng thằng em. Chúng tôi không thấy nó ép tóc, không thấy nó mặc quần áo mới,
cũng chẳng thấy nó đeo dây chuyền, bông tai gì hết. Mọi con mắt trong ngõ đổ dồn vào chiếc túi du lịch nó khoác trên vai. Ai cũng tò mò về câu chuyện sau bữa cơm tối ở nhà nó. Thế rồi sự tò mò ấy mau chóng được thỏa mãn. Chị em nó về nhà được chừng nửa tiếng thì từ nhà nó liên tục vọng ra những tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo của bố nó. Chúng tôi biết nhà nó có chuyện liền đổ đến để xem, để can. Chẳng ai đánh ai mà can. Nhà nó như một sân khấu, trong đó mỗi diễn viên đều độc diễn theo lượt. Lượt của bố nó xong rồi, màn hình tivi, đầu video, loa, cốc chén, phích nước, bàn ghế đều bị hất đổ chỏng chơ hoặc bị đập vỡ tan bành. Chẳng còn gì để mà đập nữa. Đến lượt nó đến trước mặt thằng em đang ngồi như thằng chết lạ ở cuối giường, giật tung từng chiếc cúc trên chiếc áo nó đang mặc. Áo nó tuột xuống đến đâu, da thịt nó lộ ra đến đó, mỏng mảnh, sứt sẹo, đau cho từng cái nhìn. Nó nói giọng như lưỡi lửa rờn rợn. Mày nghĩ tao sang bên kia làm gì cho người ta? Tao nói cho mày biết, tao sang bên ấy hầu hạ một bà già bị bệnh tâm thần phân liệt. Mày học cao thế, chắc là biết bệnh đó là bệnh gì rồi. Nhưng mày không thể biết, sống cùng với một người bị căn bệnh đó là như thế nào đâu. Mày có biết tao khốn khổ với bà già ấy như thế nào không? Ban ngày tao không được rời bà ấy nửa bước. Ban đêm, tao và bà ấy phải ngủ chung với một cái xích. Tao phải xích tay tao vào tay bà ấy để bà ấy khỏi đi lang thang. Mày hiểu không? Bà già ấy bà đâu cũng đái, bà đâu cũng ỉa, gặp cái gì cũng ăn. Tao phải giải quyết tất cả chuyện vệ sinh cho bà ấy. Đã thế, ngày nào bà ấy cũng kêu gào, cào cấu tao, ném đồ vào người tao. Mà tao lại không thể giận con người đã hành hạ tao, không thể giận một ai, vì tao tình nguyện phục vụ người ta để kiếm tiền. Thế mà mày đã dùng đồng tiền ấy hủy hoại thân xác mày, hủy hoại cuộc đời mày, giống như giết sống tao vậy. Thì ra nó đang xét lại phép tính hy sinh. Tại sao nó phải làm vậy? Chúng tôi không hiểu. Song trong thâm tâm, chúng tôi thấy mừng vì chúng tôi ngỡ nó đã quyết định đứng lên, tháo bỏ cái gông vô hình đã gông vào nó từ nhiều năm, chỉ vì nó sinh ra làm phận gái trong nhà. Cái gông vô hình đó đã bắt nó nhường nhịn, nín nhịn, chịu thiệt thòi, chịu hy sinh quá nhiều. Chúng tôi ngỡ là như vậy cho tới khi nó xốc áo lên, vừa cài từng chiếc cúc, vừa đi ra chỗ bố mẹ, lặng lẽ quỳ xuống. Nó nói giọng không rờn rợn, chỉ đượm chua xót. Con xin bố mẹ tha lỗi cho con. Nếu không vì con gửi tiền về, thì nó đã chẳng lấy đâu ra tiền mà ăn chơi, đua đòi, rồi sa vạc hút chích. Con xin bố mẹ cho con chuộc tội, con sẽ đi làm kiếm tiền cứu em, nhất định con sẽ cứu em ấy. Mọi chuyện đã rõ, em nó nghiện ma túy, còn cái gông vô hình kia không những không được tháo bỏ mà đã gông nó ở một mức mới, chặt hơn, nặng nề hơn. Nó đi Đài Loan làm ô xin lần nữa để lấy tiền giúp em nó cai nghiện. Nó gửi tiền về rẻ rẻ mỗi lần vài triệu. Lần thứ nhất, bố nó dùng tiền ấy cai cho em nó tại nhà. Sau 2 tháng, em nó cai được. Bố nó giữ em nó ở nhà trông coi sát sao hơn nửa năm trời mới thả cho lên Hà Nội học tiếp. Em nó nghiện lại sau 2 tuần tái ngộ với bạn nghiện ở thủ đô. Bố nó đưa em nó lên Bắc Giang cai tại một nhà ông lang. Em nó lại cai được. Bố nó không cho em nó lên Hà Nội nữa, nhưng bọn nghiện quanh thị trấn tìm đến với em nó rất mau. Em nó nghiện lại lần nữa, rồi lần nữa. Khi cái sự cai được và tái nghiện lặp lại quá nhiều lần, thì bố mẹ nó tuyệt vọng hẳn,
bỏ buông như thể đã mất người. Một đêm nghe thấy em nó bàn với một con nghiện khác treo tường vào ăn trộm máy vi tính của một trường trung học. Bố nó liền báo công an. Công an bắt em nó vào một trại cải tạo ở miền Trung. Tiền của nó gửi về được dùng vào việc thăm nuôi phạm nhân. Rồi một hôm trại cải tạo gửi điện mời bố mẹ nó vào trại gấp, nhìn mặt em nó lần cuối. Sau chuyến đi, bố nó gọi điện cho nó nói em nó cai được rồi, được hẳn, không bao giờ tái nghiện nữa. Chúng tôi ngờ rằng biết được tin đó, nó sẽ không bao giờ còn có thể tháo bỏ nổi cái gông vô hình kia nữa. Có lẽ linh cảm của chúng tôi đúng, bởi nó cứ đi mãi không về. Cũng có thể hết hạn lao động, nó về lang thang ở đâu đó một thời gian, rồi lại làm thủ tục đi tiếp. Mãi cho tới tháng trước, bố mẹ nó mới biết được chút tình hình của nó. Nó gửi về một lá thư, thông báo rằng nó đã lấy chồng người Đài Loan và có ý định ở hẳn bên đó không về nữa. Nó gửi qua bưu điện cho bố mẹ nó 100 triệu, nói là bố mẹ nó muốn tiêu gì thì tùy. Không biết vì không muốn làm cặp vợ chồng giàu có cô đơn hay vì muốn tháo bỏ cái gông vô hình cho nó, mà bố mẹ nó quyết định dùng số tiền đó để sinh em cho nó. Nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mà mẹ nó ở tuổi 40 lại vượt cạn. Lần này mẹ nó sinh đôi, một trai một gái. Bây giờ nhà nó lại có tiếng trẻ con. Bố mẹ nó làm cha mẹ lại từ đầu.